Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách dâm cành lên gần như là 100%. Các bạn có thể thấy cả cái cành cao mà. Ở đây có hai chậu, một chậu đây chậu bên trái, chậu này tiến hành dâm theo hình thức là mình bịt cái bóng lên cái cành để cho nó bớt phát hơi nước như thế này. Còn bên này thì để yên, không biết biết gì, nhưng mà đều lên hết, không có cây nào chết. Đây, dưới này là dâm, nó có thể dâm lên đất và cát, mình dâm lên cát thôi. Khi dâm thì các bạn lưu ý là để ở nơi mà nó mát mát ấy, ví dụ dưới các tán cây hoặc là nếu mà có cái nhà lưới thì tốt, còn không để dưới các tán cây cho nó dâm mát, tránh ánh nắng mặt trời. Đây, quay gần từng ngọn từng cây. Vâng, cái cây cao này mầm hệ lên nhanh nhất. Đây này, dọn đàn gà cho ra kia, nó sổng ra ngoài cho nó thấy lạ. Thế bên này thì 100% cây nào cũng thành công lên này. Còn bên này mình dâm cành nó bé hơn, thì có một cái cây bé nhất này là nó yếu á, nên là nó bị héo thân. Còn các cây còn lại này cây nào lên, cây nào cành cũng lên mầm. Có dễ chưa? Có rồi, có dài rồi. Đang ấy nhưng không nên nhổ lên. Mẹ nhổ lên rồi sao, mẹ thấy bảo nó dài á. Cây này như kiểu nhổ lên rồi á. Đây này. Thôi kệ nó thôi, mình nó nhổ lên trồng nó nhổ thôi. Thôi kệ thôi đấy. Chết rồi. Đấy, có cây này nó bé nhất nên là nó bị khô thân. À, cái rễ nó bé xíu này này. Nhưng mà thân nó khối rồi, có mỗi cây đây bé nhất là bị thôi. Bỏ đi. Còn những cây này là rất là mập. Mầm to chưa? Nhà mình đây hoa này, mẹ nó bị dịp. Dâm thì cái đất và cát này các bạn tưới cho nó ẩm, khô cả, ẩm mức độ vừa phải.
hai dâu này. Có một cây bé nhất thì là nó thân nó bé quá, nó yếu, nó khô chết rồi. Còn những cây này là sống hết, là thành công hết rồi. Đó, mập tua tủa luôn. Cái này một thời gian nữa là mang đi trồng, tách nó ra mà mang đi ươm riêng, mỗi chậu một cành. Giờ còn bé thì các kệ nó chung nhau này.